Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 117 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, khi mà ba vị tôn giả lúc đầu chạm mặt nhau đều không hẹn mà lẩn tránh. Ngay lần đầu tiên chạm mặt, bọn họ đều cùng có một mục tiêu, đều cảm nhận được sát khí phát ra từ đối phương, cho nên bọn họ biết lúc này không nên có xung đột lẫn nhau. Nhưng cho dù như vậy, ba người bọn họ bởi vì muốn che giấu thân phận, lại vẫn như cũ thể hiện bộ mặt không quan tâm, không ai muốn liên lụy ai. Đến lúc này, Gabi không kiềm chế nổi, hắn đưa ánh mắt phẫn nộ đảo qua hai vị cường giả phương Đông. Toàn thân chân khí đề tụ, bất cứ lúc nào có thể chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Dù sao, ở trước mặt hắn cũng là hai vị tôn giả cùng cấp bậc, với lại cùng đến từ phương Đông, cho nên hắn mới phân biệt nặng nhẹ mà quyết định. Hai vị các hạ, nếu như là bổn tọa không có tính sai, các ngươi cũng là vì Hạ Nhất Minh mà đến đây có phải không? Gabi trầm giọng nói ra. Hai người trước mặt Gabi, mặc dù khoác trên người từ trên xuống dưới là một màu đen, nhưng từ thân hình, động tác và rõ ràng hơn chính là khinh thân công pháp, làm cho hắn tuyệt đối khẳng định cả hai người bọn họ đều là người phương Đông. Trong đó, một người đứng ở một chỗ gần vách núi trong bóng tối, cùng với xung quanh cảnh sắc hòa hợp thành một thể. Trên thân thể mang tia khí tức u ám lạnh lẽo, cho dù Gabi cũng không dám có một tia khinh thường. Tên còn lại đứng dưới ánh mặt trời, mặc dù cũng mặc quần áo toàn màu đen, nhưng mà trên áo hắn đều thêu tơ vàng, với lại hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa có một tia cương trực, thật sự quá khác với tên u ám kia. Sau khi nghe lời Gabi, vị tôn giả đứng dưới ánh mặt trời cất cao giọng nói: "Không sai, bản nhân chính là vì Hạ Nhất Minh mà đến, ta muốn lấy tính mạng của hắn và binh khí của hắn." Người này chính là kẻ ở thành Trấn Kim cùng Vũ Vô Thường bàn bạc việc ám sát Hạ Nhất Minh, Lật Nguyên lão. Hắn mặc dù sử dụng cái khăn đen che mặt, nhưng mà trời sinh không thích bóng tối, cho nên thả rằng đứng ở dưới ánh mặt trời cũng không bằng lòng trốn trốn tránh tránh. Mà vị kia ẩn giấu mình ở trong bóng tối tự nhiên chính là Hoàng Tuyển Môn Đinh Lực Ẩn. Hắn mặc dù sớm đã thăng cấp tôn giả, nhưng là từ khi còn bé đã hình thành cái tính âm u lập dị, cho nên hắn mới có thói quen ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc đang âm thầm chờ mồi, chỉ cần một chút sơ hở cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Đinh Lực Ẩn thấy Gabi và Lật Nguyên lão ánh mắt đồng thời hướng về phía mình, hắn khẽ cau mày nói: "Ta cũng là vì Hạ Nhất Minh mà đến, tuy nhiên ta chỉ muốn lấy tính mạng của hắn." Gabi tức giận nói: "Các ngươi cũng đã muốn giết hắn, vì sao phải quấy nhiễu ta?" Đinh Lực Ẩn im lặng không nói. Lật Nguyên lão lại cất tiếng cười to: "Các hạ nói sằng bậy gì thế? Chúng ta đến chỉ là muốn cẩn thận xem xét, cũng không phải muốn quấy nhiễu các hạ." Gabi hắc hắc cười hai tiếng, hắn thực chất không tin lời của đối phương, cũng như đối phương cũng sẽ không tin lời hắn. "Các hạ, nếu như là người cùng hắn đang đánh nhau, bọn tọa tiến lên, không biết các hạ sẽ làm ra lựa chọn nào?" Gabi đột nhiên dò hỏi. Lật Nguyên lão cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như là ngươi dám đến gần ta, ta sẽ đem ngươi cùng giết chết." Gabi cười giận dữ nói: "Ha, cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng." Lật Nguyên lão một mặt khinh thường nói: "Ngươi nếu như là không phục, có thể thử một chút." Hắn thân là một trong thân đại hoàng gia, đối với người phương Tây, thái độ tự nhiên là ác liệt nhất, giờ phút này thậm chí còn dứt khoát khiêu chiến. Gabi hai mắt nhóm lửa, hắn vừa định bất chấp tất cả ra tay, đã nghe tiếng của Đinh Lực Ẩn: "Hai vị, nếu như là các ngươi ở nơi này đánh nhau, chỉ sợ sẽ tạo cơ hội cho tên Hạ Nhất Minh chạy trốn." Lật Nguyên lão lắc đầu nói: "Không có khả năng, ở trên người của hắn có âm sát khí, một khi lần nữa tiến vào quỷ khốc lĩnh, chắc chắn sẽ khiến cho nó chú ý. Một khi nó bừng tỉnh, bất luận kẻ nào đều đừng hòng sống sót." Mặc dù hắn cũng không có trên danh nghĩa nói nó là ai, nhưng mấy vị tôn giả đều hiểu ngầm trong lòng nó là biểu hiện cho cái gì. Đinh Lực Ẩn khẽ lắc đầu nói: "Các hạ, xin thứ cho ta nói một câu nghe không hay, ta cho rằng hắn sẽ không dẫn nó xuất hiện."
Lật Nguyên lão khẽ giật mình, ngay cả Gabi cũng kinh ngạc không kém nhìn qua. Trên người Hạ Nhất Minh chắc chắn có đồ vật thần kỳ nào đó, có thể làm cho hắn dưới tình huống như vậy quay lại quỷ khốc lĩnh. Nói tới đây, ánh mắt của hắn làm như vô tình mà lại cố ý hướng về Gabi. Con người Lật Nguyên lão đảo qua lảo lại, bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nói: chính là như vậy, nếu không như thế, hắn làm sao có thể lưu lại nơi này hơn một tháng mà không bị âm sát khí nhập thể. Hắn cũng là một người thông minh, vừa nghe sự nhắc nhở của Đinh Lực Ẩn, ngay lập tức hiểu đạo lý trong đó. Hắn bật cười nói: hai vị, chúng ta hợp tác như thế nào? Lấy thực lực Hạ Nhất Minh bây giờ, không có tư cách khiến cho cả ba vị tôn giả cùng ra tay. Tuy nhiên vì quỷ khốc lính quá rộng lớn, một người căn bản không thể quan sát hết, xác suất để Hạ Nhất Minh trốn thoát là rất lớn. Do vậy, nếu cả ba người bọn họ hợp tác thì khác, lấy năng lực của ba người và việc bao phủ toàn bộ quỷ khốc lính, khả năng Hạ Nhất Minh có thể trốn thoát là không thể. Gabi suy nghĩ một chút nói: nếu như là bắt được Hạ Nhất Minh, tra khảo ra được kết quả, thì phân chia như thế nào đây? Ba người chúng ta, mỗi người một phần. Lật Nguyên lão không cần nghĩ ngợi nói ra. Gabi mặc dù không cam lòng, nhưng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như một mình bản thân truy tìm tiên Hạ Nhất Minh thì khả năng rất thấp. Hắn gật đầu một cái nói: thế còn các hạ thì sao? Đinh Lực Ẩn lãnh đạm nói: đồng ý. Tốt, đã như vậy, lão phu phụ trách trung tâm đại đồng bằng. Vừa nói dứt câu, Lật Nguyên lão thân hình đã như điện chớp phóng đi. Cách làm mạnh mẽ dứt khoát của hắn làm cho hai người còn lại kinh ngạc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng chia nhau hành động. Lấy thực lực của ba tôn giả mà để cho Hạ Nhất Minh chạy thoát được, bọn họ thật sự không có mặt mũi nhìn kẻ khác. Tại quỷ khốc lĩnh, Hạ Nhất Minh tự nhiên không biết ở bên ngoài ba vị tôn giả đang hợp tác bắt hắn. Theo suy nghĩ của hắn, lấy thân phận của ba người, tự nhiên sẽ không làm cái chuyện nhục nhã đó. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã trút bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng, đang vùi đầu vào tu luyện để củng cố cấp bậc tôn giả. Trong khoảnh khắc ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh, chân khí cơ thể mạnh mẽ bắt đầu tràn vào trong đó. Ngũ hành hoàn ngay lập tức xuất hiện một tầng sương mù hóa, hơn nữa còn tràn ngược vào cơ thể hắn. Đây là một quá trình trao đổi lẫn nhau, cũng chính bởi quá trình đó sẽ đem chân khí hút trở vào thành một bộ phận cơ thể Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí tuy khổng lồ, nhưng mà so với yêu cầu để dung hợp ngũ hành hoàn còn khác xa một khoảng cách nhất định. Nếu như là muốn thành công, biện pháp là ngày qua ngày chậm rãi tu luyện, mỗi ngày hòa hợp một chút, như vậy một năm rưỡi sau hoàn toàn có thể đem ngũ hành hoàn dung hợp làm một. Nhưng mà giờ phút này xung quanh hắn toàn là kẻ thù, hắn lại không có cách nào thông thả chậm rãi dung hợp được, cho nên chỉ cần có khả năng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất dung hợp thần khí. Điểm lợi của hắn là ở trong quỷ khốc lĩnh, ở đây thiên địa khí dày đặc cực kỳ, hơn xa với ngoại giới rất nhiều. Nơi mà tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, lại trở thành nơi tu luyện lý tưởng nhất của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí không hề giữ lại tràn vào ngũ hành hoàn. Bên trong thần khí dường như mỗi một tấc không gian là một cây hố thật lớn. Khi hắn đem toàn bộ chân khí đổ vào, mới miễn cưỡng đem nửa tấc lớp gần đầy. Đó cũng là lúc nửa tấc ngũ hành hoàn biến thành một mảnh trong suốt. Ở tình huống bình thường, khi mỗi tấc không gian được lắp đầy chân khí, Hạ Nhất Minh phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh lại căn bản không có bất luận ý nghĩ nào sẽ ngừng lại. Huyệt bách hội như một cánh cửa càng lúc càng được phát rộng ra. Vô tận thiên địa lực cùng với âm khí lực giống như thủy triều ào ạt và đan điền. Sau đó thông qua sự chuyển hóa kỳ lạ của đan điền, tất cả lực lượng không một chút nào bỏ phí bị biến đổi thành lực lượng của hắn, một lần nữa tràn vào ngũ hành hoàn. Có quỷ khốc lĩnh trợ lực, chân khí của hắn quần quận vĩnh viễn không dứt. Tinh thần hắn bây giờ đã xa vào trạng thái tuyệt diệu, không bị ngoại lực tác động. Thực sự, trên thế giới này chỉ có Hạ Nhất Minh nhờ cơ duyên nhận được đan điền thần kỳ mới có thể làm ra loại tu luyện điên cuồng không theo một phương pháp tu luyện nào. Nếu chuyển hắn đến một địa phương tu luyện cực kỳ tốt khác, cũng khó có khả năng duy trì sự tiêu hao chân khí khủng khiếp đó. Mà thật sự, hắn cũng không phải là trường hợp duy nhất. Còn một thứ kinh khủng hơn sống ở đây ngàn năm mà không chịu ảnh hưởng nào, cự mãng. Dưới sự thúc ép của Hạ Nhất Minh đã làm cho hắn từ chỗ trọng yếu mà đột phá. Hắn đã quên thời gian, quên có ba vị tôn giả đang đợi chờ hắn, cũng quên trên đỉnh núi còn có một con linh thú khủng khiếp. Thậm chí đến cả việc tu luyện, dung hợp thần binh, quá trình này lặp đi lặp lại như một bản năng sinh tồn vốn có. 10 ngày, đúng 10 ngày,
ngũ hành hoàn trước mặt Hạ Nhất Minh càng ngày càng nhỏ dần. Đỉnh đầu hắn tập trung chân khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Hạ Nhất Minh không biết trong cùng một thời gian, huyệt bách hội hấp thụ nhiều chân khí bao nhiêu, điều đó đại biểu cho uy lực càng lớn của tôn giả bấy nhiêu. Hắn giống nhau cũng không biết, chỉ trong ngắn ngủi 10 ngày, chính mình đã đạt được sự tiến bộ kinh ngạc không ngờ tới. Mà cũng trong khoảng thời gian này, hắn dường như là thân đang hám trong sự hoảng hốt và nghi ngờ, phải một lúc lâu sau hắn mới dần tỉnh táo lại. Bởi vì việc hút vào, chuyển đổi, dung hợp sương mù hóa thần binh xảy ra sự cố, hắn đột nhiên phát hiện mình đã không còn cách nào đem thiên địa và âm sát khí nơi đây hút vào đan điền. Hơn nữa, chân khí chuyển đổi cũng không thể đưa vào trong ngũ hành hoàn. Mơ màng, Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu. Hắn mở hai mắt, ở trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng mãnh liệt. Một đường quang mang chợt xuất hiện, sau đó biến mất vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Trong lòng cực kỳ hổ nghi, đối với hắn mà nói, 10 ngày thời gian giống như một giấc mộng cực kỳ sảng khoái. Mà dù giờ phút này, Hạ Nhất Minh từ trong cõi mộng tỉnh lại, nhưng mà suy nghĩ cũng không có lập tức thức tỉnh. Việc thu nhận thiên địa khí chuyển đổi thành chân khí, rồi chuyển chân khí vào bên trong thần khí, làm cho nó hòa hợp cùng bản thân. Thực ra đó là một cảm giác hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng đối với tu luyện giả bình thường, cảm giác đó ngắt quãng kéo dài suốt một năm, cho nên không hề rõ ràng lắm. Mà Hạ Nhất Minh lại đem thời gian một năm nén lại, chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đã luyện xong. Cho nên cảm giác của hắn cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối không phải tôn giả bình thường có thể cảm nhận. Tuy vậy, hắn bây giờ không hiểu được điều này, cứ mơ mơ màng màng, hai con mắt vô thức nhìn qua lại. Khi hai con ngươi dừng lại ở trong bàn tay, trong mắt hắn thần trí đột nhiên khôi phục, sau lưng hắn ngay lập tức để lại một mảnh mồ hôi. Ngũ hành hoàn trong tay hắn đã biến mất. Hạ Nhất Minh đảo mắt chung quanh, trước mắt vẫn chỉ là một màn sương mù màu đen dày đặc. Nơi này vẫn như cũ là quỷ khốc lĩnh. Đây vẫn là chỗ mình nhập định khi vừa tới. Duy nhất khác biệt chính là ngũ hành hoàn tu luyện trong tay mình đã không thấy đâu nữa. Khóe miệng của hắn giờ khóc giờ cười, toàn thân nổi lên vô số da gà. Dù là Hạ Nhất Minh đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng chưa bao giờ hắn dám hy vọng xa vời là đem ngũ hành hoàn hoàn toàn luyện hóa thu vào trong cơ thể. Căn bản chính là hắn chưa từng nghĩ tới việc đó ngay lúc này. Điều đó đã vượt qua ý nghĩa của hắn về phạm chủ võ đạo. Ít nhất khi hắn đọc qua trong bản ghi chép, cho dù là người sáng lập ra Linh Tiêu Bảo Điện, vị đạo thần cao nhân thần bí kia, khi thăng cấp tôn giả cũng phải dùng một tháng thời gian để luyện hóa thần binh lợi khí. Mà tốc độ này đã là tốc độ nhanh nhất của Linh Tiêu Bảo Điện mấy ngàn năm nay. Trừ cái này ra, cho dù là đương thời tông chủ đại nhân cũng không có đạt tới tình trạng khoa trương như vậy. Cho nên Hạ Nhất Minh căn bản chính là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua hắn có thể đem ngũ hành hoàn hoàn toàn luyện hóa. Hãi hùng khiếp phía một lúc lâu, Hạ Nhất Minh hai tay hơi run run, nhưng mà chung quanh im ắng, yên tĩnh quá mức. Một lát sau, Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn về một chỗ, hắn thân hình khẽ động, đã một bước phóng đi. Một bước này trong nháy mắt cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, đi tới một góc khác của quỷ khốc lĩnh. Nơi này Bảo Trư đang nằm ngủ say trên người Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua đã biết nhất định là bọn họ lo lắng an nguy của mình, cho nên cũng không có rời khỏi quỷ khốc lĩnh mà ở tại nơi này vì hắn hộ pháp. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm kích, nhưng hắn giờ phút này cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ vì sự biến đổi của bản thân. Hắn vẹn vẹn là tâm niệm vừa động, một bước này đã xa như thế, tốc độ lại càng nhanh vô cùng, trước kia căn bản là không có cách nào làm được. Trong nháy mắt này, hắn dường như cảm nhận được ở trên người của mình xuất hiện biến hóa cực kỳ lớn. Giữa đôi lông mày ngưng tụ, Hạ Nhất Minh đem chân khí và tinh thần chìm vào trong đan điền. Hắn bắt đầu quan sát. Lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra sự vui sướng một cách điên cuồng. Sau khi quan sát trong đan điền, hắn đã thấy một đồ vật ngũ hành hoàn, hay là một vật nào đó giống y hệt ngũ hành hoàn. Tuy nhiên sau khi thả ra có một chút cảm giác, lập tức nổi lên một loại tâm huyết liên thông, mà điều đó chỉ xuất hiện giữa hắn và ngũ hành hoàn mà thôi. Hạ Nhất Minh kiềm chế sự dâng trào cảm xúc, chậm rãi điều khí, hắn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Bàn tay xòe ra, trong lòng hơi suy nghĩ, trong tay ngay lập tức toát ra hàng loạt sương mù. Chỉ trong nháy mắt, sương mù trong tay lập tức ngưng tụ thành hình, hơn nữa còn biến thành ngũ hành hoàn. Lòng ngực như đứng lại, nhìn vào trong tay giả thần binh, Hạ Nhất Minh nếu như lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn thực sự là thằng ngốc. Tuy nhiên, dù cho thật sự đang ở trước mắt, Hạ Nhất Minh lại vẫn như cũ không thể tin được. Hắn cười điên cuồng,
từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác vui sướng không tả. Bách huynh, ngươi thấy sao? Bách Linh Bát không hiểu hắn nói gì. Thấy cái gì? Hàn Nhất Minh trong tay vung nhẹ, Vũ Hành Hoàn ngay lập tức hóa thành mảnh sương mù, trong nháy mắt hòa vào cơ thể của hắn. Theo sau, tay của hắn lần thứ hai run lên, luồng sương mù lần nữa xuất hiện, ngưng tụ thành Ngũ Hành Hoàn. Hàn Nhất Minh giống như là một đứa trẻ khi đã có được món đồ chơi mới, âu yếm không thôi, cứ như vậy thử đi thử lại không biết chán. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Bách Linh Bát nói: "Bách huynh, đây là sự thật sao?" Bách Linh Bát mặc dù bây giờ không cách nào hiểu được tâm tình của Hạ Nhất Minh, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự phán đoán của hắn. Khẽ gật đầu, hắn nói: "Là sự thật, ngươi đã thật sự sương mù hóa thần binh." Hạ Nhất Minh động tác ngay lập tức cứng đờ. Nếu như hắn trong vòng một năm đem Ngũ Hành Hoàn luyện hóa việc thăng cấp lên tôn giả, sẽ không làm cho hắn mừng như điên như thế này. Nhưng hắn lại dùng ngắn ngủi thời gian 10 ngày đã thành công luyện hóa Ngũ Hành Hoàn, lại thành công như vậy, vui sướng biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa, bây giờ hắn chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi, tự nhiên là làm cho hắn không biết phải làm sao. Có lẽ bởi vì nghe được âm thanh nói chuyện bọn họ, Bảo Trư cuối cùng tỉnh táo lại. Nó trở mình từ trong lòng Bách Linh Bát nhảy lên trên bả vai của hắn, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh, thậm chí còn một chút vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Nhất Minh bật cười khanh khách nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi không nhận ra ta sao?" Trên thực tế, sau khi hắn thành công thăng cấp lên tôn giả, khí tức trên người dung hợp với Ngũ Hành Hoàn chứng thực đã xảy ra sự thay đổi. Bách Linh Bát đương nhiên không có cách nào phân biệt được, nhưng mà Bảo Trư đã cảm ứng được cái gì. Chỉ là sau một lúc nhìn Hạ Nhất Minh, nó cuối cùng xác nhận thân phận Hạ Nhất Minh, không còn vẻ xa lạ, bỗng chốc nhảy qua người Hạ Nhất Minh, thân mật đưa cái mũi dài dài chúi vào tay hắn. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Bảo Trư. Nghĩ tới tiểu gia hỏa này đi theo Bách Linh Bát và Quỷ Khốc Lính thời gian dài như vậy, cũng là một việc khó khăn gian khổ với nó. Hồi lâu sau, Hàn Nhất Minh rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. "Bách huynh, ta đã tu luyện bao lâu thời gian?" "10 ngày." "10 ngày sau?" Hàn Nhất Minh khó có thể tin hỏi. Hắn cũng không phải thời gian quá dài mà kinh ngạc, mà chính là 10 ngày có thể đem Ngũ Hành Hoàn luyện hóa hoàn toàn, điều đó mới hết sức kinh ngạc. Ở trí nhớ của hắn, đừng nói bây giờ không có đạo thần đại nhân, cho dù là thật sự sống ở thời kỳ đạo thần, dường như cũng không có ai có thể sáng tạo ra điều này. Cười khổ một chút, hắn biết đây nhất định cùng hắn có thể chất đặc biệt có quan hệ. Chân khí trong cơ thể quen thuộc quay vòng, nhưng hắn có thể cảm nhận được những chân khí này dường như cùng trước kia có sự bất đồng. Mỗi một sợi chân khí đều mang nét đặc trưng của Ngũ Hành lực, chỉ là trong đó hỏa thổ kim đặc biệt cường thịnh. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh chính là cảm thấy lúc này chân khí trong cơ thể so với ngày trước đã là hai cấp bậc rất xa nhau. Ngay lập tức, ở trong lòng của hắn phát ra một mảnh thần khí, ở trên người hắn cũng xuất ra một uy thế mạnh mẽ. Loại khí thế này giống như núi lửa sắp bộc phát, không những thế, nó còn đang tăng lên mạnh mẽ tới đỉnh điểm. Cảm thụ được luồng khí thế mạnh mẽ này trên thân thể, Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện khí thế khổng lồ của mình thậm chí so với Gabi và Đinh Lực Ẩn còn muốn mạnh hơn. Tuy vậy, đây chẳng qua chỉ là cảm giác, còn phải thông qua giao chiến mới có thể chứng minh được. Nhưng hắn đã mơ hồ nhận ra chính mình giờ phút này tuyệt đối đã thăng cấp đến tôn giả cấp bậc đúng nghĩa, chỉ là chưa thể sử dụng Ngũ Hành Hoàn cùng thiên địa lực nối liền, cũng chưa nắm chắc các loại dị năng của tôn giả. Điểm này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ Phong Chi Hoa đứng đầu thân pháp và Thổ Chi Hoa, dị năng khác nhiều nhất cũng chỉ dùng phụ trợ mà thôi, đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trên người Hạ Nhất Minh khi thế dâng lên càng ngày càng mạnh, thậm chí còn sương mù màu đen hướng về bốn phương tám hướng chuyển ra ngoài. Giữa lúc Hạ Nhất Minh tin tưởng bành trướng tràn đầy tự tin, Bách Linh Bát đột nhiên nói: "Không được tốt." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Có chuyện gì sao?" "Cường địch tới." Hạ Nhất Minh vỗ ngực cất cao giọng nói: "Bách huynh không cần lo lắng, bất kể là người nào tiến đến, ta cam đoan đánh đầu hắn thành cái bánh bao." Vừa mới thăng cấp tôn giả, cho nên tin tưởng vào thực lực cường đại của mình, không để anh hùng hào kiệt vào trong mắt. "Ngươi khẳng định sao?" "Đương nhiên." Bách Linh Bát khẽ gật đầu, đầu ngón tay chỉ về đỉnh núi, sau đó nói: "Ngươi đi đem cái đầu cự mãng đánh thành hai cái bánh bao cho ta đi." Hàn Nhất Minh vẻ mặt ngay lập tức như hóa đá. Lúc này,
Tiếng hét vĩ đại như lôi đình ầm ầm vang lên từ đỉnh núi, như muốn dần núi lấp biển. Hàn Nhất Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đây là tiếng xà kêu sao? Hắn vẫy tay một cái, bảo chư đã phi đến trên tay của hắn. Theo sau, hắn quay người, không để ý hình tượng, lấy phong lực đứng đầu thân pháp, phách một tiếng, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Hắn trong tay ôm bảo chư mà chạy. Đó là bởi vì bảo chư từng đi huyệt động của đối phương ăn trộm, sợ con đại mãng xà còn nhớ đến, cho nên mới ôm nó vào lòng. Còn Bách Linh Bát, nói thật, Hàn Nhất Minh không hề cho rằng ở trên thế giới này có thứ gì có thể giết được hắn. Cho dù đại mãng xà sống trên đỉnh núi kia có xé xác hắn ra thành từng mảnh nhỏ, phỏng đoán hắn cũng có thể chậm rãi phục hồi. Bây giờ Hàn Nhất Minh đã thăng cấp tôn giả, đối với phong lực lĩnh ngộ lại càng tốt hơn, tốc độ nhanh chóng thật sự giống như tia chớp. Tiếng giống phía sau hãy còn chưa dừng lại, ôm bảo chư, Hàn Nhất Minh cũng đã đi tới vùng ranh giới của sương mù màu đen. Nhưng mà tại nơi đây, thân thể Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Một luồng lực hút khổng lồ từ sau lưng hắn chuyển tới, đem một tia phản kháng cũng không có hút lại. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh nổi lên một loạt sợ hãi cực kỳ, giống như có một thanh đao vô hình gác trên cổ của hắn, làm cho hắn toàn thân dựng tóc gáy. Từ lúc Hạ Nhất Minh ở đáy hồ nhận được kỳ ngộ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một lần cảm giác tương tự như vậy. Lần đó, Tác Qua và Xà Nho cùng nhau ra một đòn ám toán, làm cho Hạ Nhất Minh lực bất tòng tâm phản kháng lại, xém biến thành người thiên cổ. Tuy nhiên lúc đó có Thủy Lão Ca vì cứu hắn một mạng mà trở thành kẻ không hồn. Tại nơi đây, Hạ Nhất Minh lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước cái chết cận kề. Hắn toàn thân chân khí rất nhanh chuyển động, thân thể trong nháy mắt tăng lên ngàn cân, hai chân của hắn nặng nề đạp trên mặt đất, đồng thời chân khí trong cơ thể biến thành thổ hệ chân khí. Hắn muốn phát huy khả năng chạy trốn dưới lòng đất của mình, toàn địa chi thuật. Nhưng mà chỉ trong một khắc, hắn đã phát hiện căn bản việc vận chân khí là vô phương khả thi. Ở chung quanh hắn, cuồng phong giống như đang thổi tung tất cả mọi thứ, vô cùng vô tận sương mù màu đen, đất cát đều bị nó cuồn cuộn hút vào. Lực hút mạnh mẽ thật sự là một đòn tấn công chí mạng, thậm chí ngay cả mặt đất còn bị tốc lên một tầng. Trong phạm vi lực hút còn tồn tại một lực lượng khó hiểu, vì loại lực lượng này ra chỉ xuống, cho dù là hắn muốn phát huy toàn địa chi thuật cũng không cách nào phát huy được. Bởi vì lực lượng của hắn một khi tràn ra bên ngoài cơ thể, ngay lập tức bị luồng lực hút hết hầu như không còn, căn bản chính là không có khả năng thi triển. Đến tận đây, Hàn Nhất Minh sắc mặt biến đổi lớn, hắn mới thực sự cảm nhận được cự mãng thực lực chân chính khủng bố đến mức nào. Điều này tuyệt đối không phải nhân loại có thể đối phó được, ít nhất cũng không phải hắn có thể đối phó. Ôm chặt bảo chư, Hàn Nhất Minh càng người nằm dạp xuống mặt đất. Hắn đã từ bỏ thân phận tôn giả, dưới tình huống như vậy, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tất cả đều không cần thiết nữa. Khi cơ thể hắn toàn bộ tiếp xúc với mặt đất, tổ hệ lực lượng cuối cùng cũng có thể sử dụng. Dưới người hắn, mặt đất biến thành một vùng trũng, đem cả thân thể chìm vào trong. Tiến vào dưới lòng đất, Hàn Nhất Minh thở dài một hơi. May mắn rằng chính mình đã sớm nắm chắc toàn địa chi thuật, nếu không lần này có mà chạy đằng trời. Nhưng mà, hắn vừa mới buông lỏng một ít tâm tình, tia cảm giác nguy hiểm lại nổi lên. Mặc dù cũng không biết nguy hiểm sắp đến từ phương nào, nhưng mà cảm giác của hắn lại rõ ràng nói cho hắn biết chính mình lần thứ hai rơi vào hiểm địa, chết là một điều chắc chắn. Quanh người, thổ hệ lực lượng sôi trào, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi rất nhanh chuyển động. Đồng thời, hắn vung cánh tay, trên tay sương mù quay cuồng, nháy mắt hình thành ngũ hành hoàn. Quang mang của nó chiếu tới đâu, lập tức đất cát nơi đó tựa như dòng nước tùy hắn ngao du phi hành, không có một chút lực cản. Hàn Nhất Minh đối với thổ hệ lực lượng hiểu biết đã đến một cảnh giới cực cao, hơn nữa thể chất hắn đặc biệt, cho nên mới có thể ở dưới nền đất đạt được tốc độ như vậy. Chỉ là cảm giác nguy hiểm kia không những không giảm mà càng ngày càng tăng lên. Hàn Nhất Minh một bên trong lòng đất liếc qua, tai của hắn khẽ chuyển động. Ở thời điểm quan trọng này, Hàn Nhất Minh không dám bảo lưu lại một chút lực lượng, chỉ cần đối với hắn có sự trợ giúp, hắn sẽ không chút do dự mà thi triển. Trong tai đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng rất nhỏ, sột soạt, sột soạt. Âm thanh này như cùng với khoảng cách của hắn ngày càng gần, chỉ vẹn vẹn vài giây, âm thanh đó ngày càng lớn hơn rất nhiều. Hàn Nhất Minh sợ tới mức hồn bay phách lạc, chẳng lẽ con cự mãng lại cũng dùng toàn địa chi thuật đuổi theo hay sao? Hắn thực sự tức giận, toàn thân lực lượng bùng phát, vận dụng toàn lực tăng tốc độ di chuyển lên gấp bội. Trước sức mạnh kinh người phía sau, Hàn Nhất Minh đến cả sức lực khi còn chưa lọt lòng mẹ đều thi triển ra hết. Tuy Hàn Nhất Minh đã toàn lực ứng phó,
nhưng tiếng rột soạt vẫn như cũ, lấy tốc độ nhanh nhất đến gần. Cuối cùng đuổi theo kịp hắn. Hắn chợt thấy hoa mắt, phía sau người bùn đất đột nhiên bị phá lên. Hà Nhất Minh quyết định thật nhanh, hắn thậm chí còn không quay đầu lại, cứ như vậy đem ngũ hành hoàn hướng về phía trước hành động, cả thân người như một khẩu đại pháo bắn vọt ra khỏi lòng đất. Hắn vừa mới phi đến giữa trời, lực hút của quái vật mạnh mẽ, ngay lập tức là như hình với bóng tiến đến gần. Hà Nhất Minh bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, con cự mãng không biết dùng phương pháp gì để truy tung ra phương hướng của hắn. Muốn nói là nó dựa vào thị giác hoặc là khả năng thính giác, đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không tin. Cũng không cần nói tới, từ hồ hắn cũng không có cách nào thoát khỏi sự giám sát của cự mãng. Đang ở trên không trung, thân hình Hạ Nhất Minh như bay về phía xa, nhưng cũng trong một cái nháy mắt thời gian, hắn cũng đã quay về vị trí đứng ban đầu. Thật vất vả dùng hết sức lực chạy trốn nửa ngày, rốt cục bây giờ hắn cũng đứng tại vị trí cũ. Trong mắt tinh mang đột nhiên xuất hiện, Hạ Nhất Minh trong tay cầm ngũ hành hoàn một lần nữa xoay tròn, mà bản thân của hắn cũng có sự biến đổi. Chân khí trong cơ thể lập tức biến thành phong lực lượng, hắn tựa như một cơn gió vô thanh vô thức, mặc cho ai dùng lực lượng gì cũng không ảnh hưởng tới cơn gió đó. Cơ thể của hắn bỗng chốc trở thành nhẹ nhàng, từ ngũ hành hoàn phóng ra một tia khí lực tạo thành một cái lỗ hổng, từ lực hút khổng lồ kia chạy ra ngoài. Nói một cách khác, lực hút của con mãng xà như một cái vòng tròn khổng lồ, chứa đựng vô cùng vô tận khí lực, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Chỉ cần dùng hết sức lực đánh một đòn chí mạng vào một điểm nào đó yếu nhất của lực hút, thì lúc đó sẽ tạo ra hiệu quả bong bóng xỉ hơi, bao nhiêu chân khí cuồn cuộn trong đó lập tức ảo ạt thoát ra, và Hạ Nhất Minh đã thừa dịp sơ hở đó mà trốn ra được đây. Lần này nhìn như đơn giản, nhưng hắn đã đem toàn bộ thực lực thi triển ra. Ngũ hành hoàn trong có tam hoa lực thêm phong chi hoa, có thể nói là toàn thân công pháp phát huy đến cực hạn, không bảo lưu một tia lực nào. Thật vất vả thoát khỏi lực hút chí mạng kia, Hạ Nhất Minh hai chân hãy còn chưa rơi xuống đất, sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Huyệt Bách Hội liên tục hấp thu thiên địa lực, nhanh chóng cung cấp nguồn chân khí đang khô kiệt của hắn, làm cho hắn trên không trung liên tục thay đổi vị trí, rơi xuống cách nơi lực hút khoảng cách mấy chục trượng. Khi hai chân Hạ Nhất Minh vừa chạm đất, thì khối đất phía dưới ngay lập tức quay cuồng bị tung lên. Một cái đuôi cự mãng vĩ đại từ dưới đất vọt lên, tỏa ra một khí thế uy nghiêm. Hạ Nhất Minh thật sự hơi cứng lưỡi nhìn vào cái đuôi cực kỳ to lớn đó, trong miệng của hắn không thốt lên được một lời. Đuôi rắn cuối cùng phát ra ánh sáng, lực lượng khổng lồ chung quanh hướng về phía nơi đó mà hội tụ lại, làm cho Hạ Nhất Minh càng thêm đau đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được đuôi con rắn này có thể tập trung năng lượng, giống như mũi và miệng nhả ra khí tức của linh thú khác là giống nhau, đem toàn bộ chân khí vào đó mà chống địch. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn đã thấy không ít linh thú nhả ra khí tức, nhưng muốn nói đến hai chữ uy lực cùng với cái đuôi cự mãng thật sự không cách nào có thể đánh đồng với nhau. Bất kể là Hồng Lang Vương, vẫn còn Xà Vương, thậm chí còn có đầu gấu hùng vô cực kia, lực lượng của bọn hắn thậm chí còn không cách nào xách dép cho con cự mãng này nữa. Hạ Nhất Minh trong lòng rùng mình, hắn trong nháy mắt đã hiểu, cự mãng chỉ bằng vào lực lượng của bản thân, bất kể như thế nào cũng tiếp tục không ngừng nhả ra khí tức. Trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng của hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Áp lực cực lớn làm cho hắn ở trong nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Hắn vung tay ném bảo chư đi ra thật xa. Ở trong một trận chiến này, bất kể là ai thắng ai thua, nếu để cho nó ở đây, bất kể như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của nó. Hắn hai chân sóng vai mà đứng, trong tay ngũ hành hoàn trong nháy mắt hóa sương mù đậm đặc. Hai tay của hắn kết thành một dấu ấn, nhanh chóng hướng đỉnh đầu giơ lên. Đồng thời, luồng lực lượng thần kỳ ở bên trong đan điền lại bắt đầu khởi động, theo kinh mạch trong cơ thể hắn hướng về phía đỉnh đầu mà chuyển tới. Ở trên người Hạ Nhất Minh có hai loại không thuộc về lực lượng của hắn, Cửu Long Lô Hỏa Lực và Bảo Tháp Lực Phiên Thiên Ấn. Lúc này muốn từ trong nhẫn bạc lấy ra Cửu Long Lô chắc chắn là một việc khó, như vậy chỉ có thể sử dụng Phiên Thiên Ấn. Nhưng mà ấn trong tay vừa mới vận hành một nửa, đã nghe được từ bên cạnh chuyển đến một tiếng giống vô cùng hùng vĩ, gần như là kinh thiên động địa. Một đường giống to ngay lập tức đem Hạ Nhất Minh từ trong cảnh giới huyền ảo dạ đi ra. Trong cơ thể hắn, bảo tháp lực cũng trong nháy mắt tản ra, trở về đan điền. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hiện lên sắc mặt không tin. Một đường thét to đó dĩ nhiên là xuất ra từ miệng của Bảo Trư. Bảo Trư nhìn bề ngoài như một con chó nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, cứ như vậy thân thể trùng xuống trên mặt đất, lông trên người dựng đứng lên, hai con ngươi lộ lên một tia khí tức khác thường. Ở xung quanh thân thể nó
Hạ Nhất Minh còn có cảm giác được một khí tức khủng bố. Đôi rắn hơi dừng lại, lay động một vài cái, rốt cuộc căng thẳng nhìn về phía Hạ Nhất Minh dưới sự nhìn chăm chú, chậm rãi lùi về xa. Cái loại cảm giác nguy hiểm mất mạng cũng từ đó chợt tan biến. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu, con cự mãng đã vứt bỏ đuổi giết, chính mình xem như là thoát hiểm từ trong miệng xà. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn vào Bảo Trư, thần sắc trong mắt ý vị sâu xa. Lúc này, bộ lông trên người Bảo Trư chậm rãi bình phục xuống, khủng bố khí tức xung quanh cũng chợt tan biến, sau đó vui vẻ đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, hờ hử vang lên, dường như là đang kể công với hắn. Hạ Nhất Minh chớp mắt vài cái, cuối cùng khẳng định chính mình cũng không có nhìn lầm. Bảo Trư trước mắt vẫn chỉ là một con trư thông minh hoạt bát, mà lại không có một chút khí tức hay mùi vị của linh thú. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng Hạ Nhất Minh lại vẫn như cũ, khó có thể đem bản thân con heo này với khí tức khổng lồ kia so sánh làm một được. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh dường như là lẩu bẩu nói: "Vừa rồi là tiếng giống của ngươi sao?" Bảo Trư ngay lập tức liên tục gật đầu. Cái hình dạng biểu hiện khoa trương của nó làm cho Hạ Nhất Minh trong lòng chợt sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng mà vừa nghĩ tới khí tức khủng bố của nó, Hạ Nhất Minh thật sự là cười không nổi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh cau mày nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì, ngay cả cự mãng cũng để mặt mũi cho ngươi?" Thực ra Hạ Nhất Minh cũng biết cự mãng lùi bước cũng không phải là vì vũ lực của Bảo Trư dọa. Dù sao hai bên thể tích chênh lệch như thế, thực lực cũng khác nhau quá rõ rệt. Mà dù khí tức Bảo Trư trên người quả thật khủng bố, nhưng đó cũng chỉ là thiên phú mà thôi, chứ không phải là lực lượng thật sự. Nếu như nói Bảo Trư có thể đánh bại mãng xà, cho dù là giết chết Hạ Nhất Minh hắn cũng không tin. Như vậy có thể làm cho cự mãng rút lui, nguyên nhân duy nhất chỉ có một loại, lai lịch của Bảo Trư. Hạ Nhất Minh đem Bảo Trư nâng lên trong tay, nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải cẩn thận đánh giá, cuối cùng nói: "Ta biết." Bảo Trư động tác ngay lập tức dừng lại, đôi mắt to tròn, thậm chí còn có chút vẻ khẩn trương. Hạ Nhất Minh về mặt uy nghiêm nói: "Ngươi không phải là một con heo bình thường." Phịch một tiếng, Bảo Trư từ trên tay hắn nặng nề té ngã xuống đất, nét mặt hiện rõ sự bất mãn, sau đó chân như được lắp lò xo nhảy dựng lên. Trong đôi mắt nhỏ của nó biểu hiện sự tức giận, nhưng mà khi nó ngẩng đầu lên, lại thấy được ánh mắt Hạ Nhất Minh đang nhìn về nơi xa xăm, trong miệng của hắn lẩm bẩm nói: "Bất kể ngươi là một con Bảo Trư bình thường cũng được, hay là không giống bình thường, ngươi luôn luôn là Bảo Trư của ta." Bảo Trư sửng sốt, sắc mặt giận dữ tan biến, lại xuất hiện hình dáng tươi cười ngây ngô lúc trước. "Bách Huỳnh, Bảo Trư giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước." Hàn Nhất Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đã một lần nữa hướng về phía ngoài biên giới quỷ khốc lĩnh chạy vội đi. Lần này, mặc cho hắn tiêu hao sức lực trong việc đối phó cự mãng, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. So với việc sử dụng toàn địa chi thuật, vẫn không có cách nào cùng với phi hành trên mặt đất so sánh được. Nếu như là ở dãy núi trùng trùng điệp điệp, sử dụng toàn địa chi thuật chứng thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu là ở vùng đồng bằng trống trải, sử dụng toàn địa chi thuật phi hành trong thời gian ngắn, căn bản chính là chuyện đùa. Rời khỏi quỷ khốc lính, Hàn Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, đem tất cả lo ngại trong lòng toàn bộ dứt bỏ, hướng về phía bờ vực mà chạy tới. Tai hắn run lên, đã phát hiện âm thanh di động của một người đang hướng hắn mà đến. Đây đích thực là một vị cao thủ. Vị cao thủ này cũng không xa hướng Hạ Nhất Minh cho lắm. Hắn khẽ miệng chợt tươi cười, tràn đầy sự vui mừng. Bởi vì hắn đã nhận ra, người này phát huy thân pháp cùng với Gabi lần trước truy kích hắn giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Gabi, vị tôn giả đến từ phương Tây, lại một lần nữa cùng hắn chạm trán. Tuy nhiên lần này, Hạ Nhất Minh trong lòng đã không còn mang một nỗi sợ hãi. Thân hình của hắn trong lúc đó nhanh hơn lên. Điều này cũng không quan hệ việc sử dụng phong hệ lực lượng đứng đầu thân pháp, mà chính là dùng sức lực thân thể để mà phi hành. Nhưng phát ra tốc độ so với lúc trước thực sự xa một trời một vực. Một khi thăng cấp tôn giả, tất cả lực lượng và kỹ năng của Hạ Nhất Minh đều có sự đột phá, làm cho hắn đạt tới một cảnh giới mới. Mặc dù loại lực lượng này ở trước mặt cự mãng không tính là gì, nhưng mà hắn lại biết mình cùng trước kia dù sao vẫn có sự bất đồng. Hạ chân khẽ dậm một cái trên phiến đá, Hạ Nhất Minh đã đằng không bay lên, cứ như vậy vững vàng đứng ở trên đỉnh núi. Cho tới giờ khắc này, Gabi mới vội vội vàng vàng xuất hiện. Cơ thể của hắn trong nháy mắt ngừng lại, nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc một cách kỳ dị. Nhưng cho dù là đem hắn chém thành trăm mảnh, cũng tuyệt đối không thể tin được Hạ Nhất Minh có thể trong vòng 10 ngày đem ngũ hành hoàn xương mù hóa,
Cho nên mặc dù cảm nhận được xảy ra biến hóa nào đó trên người Hạ Nhất Minh, nhưng trên mặt như cũ vẫn là sự kiêu căng của tôn giả đại nhân vật. Ngươi lại có thể sống sót đi ra? Gabi kinh ngạc nói. Hạ Nhất Minh thầm hừ một tiếng, nói: Tài hạ sống sót đi ra, chẳng lẽ làm cho các hạ thất vọng sao? Gabi cất tiếng cười to nói: Ngươi có thể sống sót đi ra, bọn ta thật sự không biết có bao nhiêu cao hứng đây. Chỉ là bọn ta có một chút không nghĩ ra, nó đã tỉnh lại, làm sao ngươi có thể trốn ra được? Hạ Nhất Minh trong lòng khiếu động, lập tức hiểu Đông Tây Phương tôn giả chắc chắn đều là biết sự tồn tại của cự mãng, hơn nữa càng hiểu ra sự sâu sắc lực lượng của nó, cho nên mới không dám vượt giới hạn. Hơi cười, Hạ Nhất Minh nói: Gabi các hạ, ngươi có từng cùng nó gặp mặt qua? Gabi sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng nói: Nói hiêu nói vượn, nếu như là cùng nó từng gặp qua, ta còn có thể đứng nơi đây sao? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, thẩm nghĩ: Hạ mỗ vừa gặp qua nó, mặc dù chỉ nhìn thấy cái đuôi thôi, nhưng dù sao xem cũng như là đánh nhau chạm trán qua. Không những hạ mỗ chẳng những còn sống, mà còn chiếm đoạt được một cái sừng của nó nữa. Đương nhiên, loại lời này hắn thà rằng để ở trong bụng cũng tuyệt đối không nói ra. Gabi hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó nói: Hạ Nhất Minh, bọn tọa vẫn là câu nói cũ, chỉ cần ngươi đem phương pháp chống lại âm sát khí giao ra đây, như vậy bọn tọa có thể thả ngươi một con đường sống. Hạ Nhất Minh bật cười khanh khách nói: Gabi, chúng ta phương đông có một câu nói đó là nói khoác không biết ngượng. Hôm nay ta muốn cho ngươi thấy chân chính ý tứ của lời nói này. Hắn hít sâu một hơi, tiến nhanh về phía trước, tung thẳng một quyền vào ngực đối phương. Trong một quyền này của hắn, nháy mắt đã để tụ toàn bộ chân khí của bản thân. Đây là hắn sau khi để thăng cấp bậc tôn giả cùng đồng cấp cao thủ đánh nhau, do đó một quyền này chút hết toàn bộ sức lực. Trung quanh không khí đều trở nên đông cứng lại, cái loại mạnh mẽ giam cầm lực lượng tràn ngập ở khắp mọi nơi trong không gian. Gabi sắc mặt trong lúc đó biến đổi, hắn mặc dù không thể tin nhưng lại tuyệt đối không nhận lầm. Lực một quyền này cùng với việc tạo thành giam cầm lực chung quanh, chỉ có tôn giả mới có khả năng phát huy được. Trong lúc còn đang thất thần, một quyền của Hạ Nhất Minh đã đi tới trước ngực của hắn. Gabi hú lên quái dị, hai tay của hắn vông ra, vừa bày ra bộ pháp phòng ngự, đã cảm thấy một luồng lực bạo phát chuyển đến hai tay hắn. Thân hình của hắn dội ngược lại phía sau, xa xa trên mặt đất còn sót lại hơn 10 dấu chân người, sau đó mới miễn cưỡng đứng lại. Đến tận đây, trong mắt của hắn không che giấu được vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt giống như đang nhìn một con viễn cổ cự thú. 10 ngày trước cùng Hạ Nhất Minh đánh nhau, hắn rõ ràng thấy được Hạ Nhất Minh vừa mới sương mù hóa thần binh chỉ là vẹn vẹn có một chút lực lượng mà thôi. Nhưng mà chính là sau 10 ngày, hắn chẳng những đã triệt để lên cấp bậc tôn giả cảnh giới, với lại uy năng một quyền đó so với Gabi vị tôn giả thăng cấp mấy chục năm càng muốn mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, trong lòng hắn có duy nhất một ý nghĩ chính là kẻ giao hàn này có phải là nhân loại hay không? Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, trong tiếng cười có một sự sảng khoái vô cùng. Cổ tay hắn vung lên, ngay lập tức một mảnh sương mù tuôn ra, trong nháy mắt liền đã hình thành ngũ hành hoàn. Gabi mắt rốt cuộc trợn tròn lên, chứng kiến toàn bộ quá trình Hạ Nhất Minh hóa thần binh, hắn cuối cùng đã khẳng định được trước mặt hắn không còn là Hạ Nhất Minh của mấy ngày trước nữa, mà chính là một tôn giả hàng thật giá thật. Hạ Nhất Minh cổ tay run lên, ngũ hành hoàn xoay tròn dữ dội, hắn giơ ngũ hành hoàn lên cao, chân khí toàn thân bắt đầu vận chuyển vào bên trong. Ngũ hành hoàn ngoại tầng xoay tròn không ngừng, phát ra vô cùng vô tận quang mang chói mắt, giống như trên bầu trời từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt đất, hướng về phía Gabi không nhanh không chậm nhắm đỉnh đầu mà đánh tới. Gabi sắc mặt biến đổi lớn, hắn không cần nghĩ ngợi đưa ra hai tay, ngay lập tức xuất hiện một đạo sương mù, rồi sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếm một thuẫn. Một thanh cự kiếm, một thân người gần như toàn bộ đều được che sau tấm đại thuẫn đó. Đây chính là điển hình vũ khí của phương Tây cao thủ. Nhưng mà nếu xét về trình độ rèn luyện thần binh lợi khí, người phương Tây năng lực rèn luyện so với phương Đông còn kém xa một bậc. Gabi giơ đại thuẫn lên, nghênh tiếp luồng lực lượng như mưa sao băng ồn ồn chút xuống. Mà dù trên tấm đại thuẫn do ma sát với lực lượng của ngũ hành hoàn, nhưng dù sao cũng không để một tia lực nào có thể tiếp xúc hắn. Trong lòng hắn thoáng buông lỏng xuống, đã cảm thấy một luồng cự lực khác lại đánh tới. Thoáng nhìn về phía trước, hắn thấy Hạ Nhất Minh đột nhiên giơ cao ngũ hành hoàn lên, ra sức nện vào đại thuẫn, làm cho Gabi hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Hạ Nhất Minh đã quyết tâm không buông tha cho người này. Hắn khua ngũ hành hoàn trong tay, giống như là sử dụng cây búa để đóng đinh, càng không đi xuống thì dụng lực càng nhiều.
Bề mặt đại thuẫn của Gabi khá rộng lớn, tùy tiện vung tay, Hà Nhất Minh đều có thể đánh trúng mục tiêu. Mà mỗi lần đánh trúng, sự tức giận của hắn cũng bớt đi một phần. Sự tức tối vì bất lực khi đối mặt với cự mãng vừa rồi ngay lập tức tan biến không còn gì nữa. Sau khi bị cự mãng truy kích, sự tin tưởng vào bản thân của hắn đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên vào giờ khắc này, ở trên người Gabi, Hà Nhất Minh đã tìm lại được sự tự tin lúc xưa. Hắn đã lấy vị tôn giả đáng thương này làm bản đạp, đi một bước mạnh mẽ, tạo lập lại lòng tin tưởng.